Trước khi đê biển đã mất hoàn toàn rừng phòng hậu, sóng đánh trực tiếp vào mái và thân đê, nguy cơ dở đê bất cứ lúc nào. Đây là tình trạng đang diễn ra ở nhiều địa phương gian biển đồng bằng sông Cửu Long. Ghi nhận tại khu vực sạt lở kéo dài gần 50 m, trong đó đoạn dài 25 m, chiều rộng sạt lở 6 m, sâu so 1 m rưỡi, đoạn dài 21 m, chiều rộng sạt lở từ 1 tới 3 m, sâu so 1 m, dù sạt lở không gây thiệt hại về người tài sản, nhưng gây mất an toàn, nhà có thể dở đi bất cứ lúc nào. Theo nhận định của cơ quan chức năng, hiện không còn rừng phòng hộ, nên thời gian tới, triều cường dâng cao kết hợp với sóng to gió mạnh sẽ tiếp tục đánh trực tiếp vào thân đê, gây sạt lở máy đê và thân đê ngày càng nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, khi triều cường dâng cao kết hợp gió mạnh, tạo thành các con sóng lớn, làm nước biển tràn qua đê, kể vào khu vực sản xuất, nhà dân ở phía trong, dự báo sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sản xuất, nhà tài sản của nhiều hộ dân sáng cùng ngày hàng trăm người gồm công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, người dân dùng bao khác khắc phục tạm thời vị trí sạt lở trong khi chờ đợi cơ quan chức năng đưa ra giải pháp xử lý hiện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đang làm báo cáo trình ủy ban dân tỉnh bạc liêu ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đê biển đông.